Hello mọi người, mình vẫn Vicky đây. Thì sau một buổi tối các bạn không chơi game tiệm lậu á, thì các bạn sẽ được tích cái điểm tiền offline nha mọi người. Ở đây thì mình được 700 mấy nè, nhưng nếu mà các bạn chưa đủ giờ thì các bạn có thể tắt đi, và khi nào đủ giờ thì các bạn nhận sau ha. Thì ở đây nè, các bạn có thể tắt nó đi ha, và khi nào mà nó tích đủ nhiều á thì các bạn mới nhân đôi nha mọi người. Ở đây á thì cái thời gian tích lũy offline của mình á là 12 tiếng ha, cho nên là đủ 12 tiếng thì mình sẽ nhận một lần. Đây, hiện tại thì mình 700 mấy nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhận đôi nha. Ôi quá trời luôn, lên được 5 triệu luôn nè mọi người ơi. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là kiếm điểm thức ăn ha. Cũng như bây giờ là mình đang cần điểm thức ăn, sẵn tiện mình hướng dẫn mọi người luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị lên mặt 2 được cái kiểu luôn nha mọi người. Rồi một xíu nữa mình sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn đã comment ở dưới video ngày hôm qua luôn nha. Còn bạn đã có những câu hỏi gì mới thì comment dưới video này nha mọi người. Thì cách đầu tiên các bạn kiếm cái điểm thức ăn á, thông qua cái món sáng tạo thức ăn ha, là sáng tạo nguyên liệu nè, cũng như sáng tạo nước lẩu nha mọi người. Và các bạn lấy nguyên liệu từ con mèo nè các bạn à. Khi số bạn tiếp khách đủ thì các bạn nhận ha. Thì nếu mà các bạn dư tiền vàng á, tiền kim cương á, các bạn có thể là nhân đôi lên, hoặc là từ cái máy chơi game này nha mọi người. Máy chơi game này thì các bạn có thể là đổi ha, đổi cái nguyên liệu nè. Đó, đổi nguyên liệu ha. Bây giờ thì mình cũng sẽ chơi game, mình còn mấy ván nữa. Rồi mình sẽ chơi trò gấp thú nha mọi người. Xong rồi mình ra mình đổi là cả mớ điểm thức ăn luôn. Mình sẽ tua nhanh cái khúc này đi, tại vì mình chơi cấp thú lâu lắm. Chơi một ngày các bạn có thể là chơi giới hạn được 5-6 cái trò cấp thú này ha. Được chơi 5-6 lần thôi nha mọi người. Lần đầu tiên là được miễn phí, những lần tiếp theo thì các bạn sẽ phải tốn 10 kim cương ha. Rồi thì hôm nay mình đã chơi hết số lần chơi cấp thú rồi nha mọi người. Chơi trò chơi mini game ở cái máy này rồi ha. Và mình được 2.200 điểm này ha. 2.200 điểm, bây giờ mình sẽ đổi ra cái điểm nguyên liệu nha mọi người. Đổi ra mấy cái điểm nguyên liệu nữa ha. Xong rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng nguyên liệu này để mà chế biến món ăn mới. Mình sẽ đổi lên 60 đi, tầm 60 món đi. Đấy, hiện tại là mình đang có rất là nhiều luôn. Đó, các bạn tích nhiều cái này lên thì điểm món ăn của mọi người lên rất là nhiều luôn ha. Chắc phải là 70 món các bạn ơi. 70 đi, mình sẽ đổi lên 70 ha. Rồi lên được 73 món nha các bạn ơi. Rồi đây là cách thứ hai để mà kiếm điểm nguyên liệu nha mọi người. Rồi con mèo của mình đó nó hoàn thành rồi nè mọi người ơi. Đó, số bạn của mình đã tiếp đãi được 40/40 rồi ha. Mình có thể nhận được rồi. Ở đây thì mọi người có thể sử dụng kim cương của mình để mà nhân đôi cái này lên. Đấy, kim cương của mình hiện tại rất là nhiều luôn, cho nên là mình sẽ nhân đôi ha. Đó, cho có nhiều nha mọi người. Đó là mình sẽ có điểm nguyên liệu rất là nhiều luôn. Đây, 77 cái nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ sáng tạo lên ha. Hoặc là các bạn có thể là đây, hoặc là các bạn có thể là ghép những cái đồ trong đây để mà chế biến cho những món ăn mới nha mọi người. Những cái nước lẩu mới ha, ngũ vị nha. Cái ngũ vị này thì mình hướng dẫn cho mọi người rất là lâu rồi đúng không? Đấy, thì ở đây có 5 cái ngũ vị thì mọi người cứ chế tạo ra thôi. Tại vì mình đang thiếu vị mặn thôi mất mọi người. Còn mấy cái kia mình 8, 9, 10 cái vị luôn rồi. Đó, hiện tại mình thiếu cái vị mặn thôi, cho nên là mình sẽ chế tạo vị mặn ra. Đấy, đó, như vậy là được một cái lọ mặn nha mọi người. Đó, mình đang có 7 cái để mà chế tạo cái lẩu rồi nha các bạn. 7 cái ha. Rồi, bây giờ tới bước công đoạn là mình sẽ chế tạo nha. Đó, chế tạo cái này ra thì các bạn sẽ có rất là nhiều điểm thức ăn luôn. Đây, đó, mình sáng tạo một lần 10 cái ha. Đó, như mấy cái món này là mình có điểm thức ăn là 6 rồi nè. Xíu mình nâng cấp lên nữa rất là nhiều luôn ha. Nếu mà trùng thì nó sẽ cộng vô cái điểm cộng bóng lá cho mình nha mọi người. Cộng bóng lá thì mình sẽ đổi ra những món mới nữa. Đó, cho nên là điểm thức ăn của mình ngày hôm nay là mình mở hơi bị nhiều luôn, chắc được 1.000 mấy đó các bạn ơi. Rồi muốn mà nâng cấp món ăn nữa thì các bạn sẽ phải đi kiếm cá để mà nâng cấp công nghệ cho món ăn ha. Nâng cấp công nghệ thì mỗi món ăn chúng ta sẽ nặng được 10 điểm thức ăn. Một xíu đó mình sẽ cũng hướng dẫn cho mọi người câu cá để mà nhận bánh cá cũng như là nâng cấp món công nghệ nữa. Đó, hôm nay là clip mà hướng dẫn cho các bạn là cách tăng điểm thức ăn nhiều nha. Rồi đó, trời ơi, nãy giờ mình kiếm nguyên liệu thức ăn. Còn một cách nữa là các bạn vô trong cửa hàng mua nha. Thì từ từ để mình nâng xong rồi mình xem trong cửa hàng có gì không, để mình vô mình mua. Rồi, rồi nâng cấp đuối luôn nha mọi người. Đó, hạt mộc của mình lên 400 mấy luôn rồi kìa. Đó, những cái hạt, những cái món mới là ngon nha các bạn ơi. Còn trùng là nó sẽ cộng vô cái cộng bóng lá cho mình, sẽ bị lỗ hơn nha. Ra món mới thì mình sẽ lời hơn nha mọi người.
trò chơi này đang hiện tại là đang có 600+ món à, chưa có nâng cấp lên nhiều món hơn nha các bạn. Cho nên là mình đang đợi bản cập nhật ngày 20, không biết là có gì mới hay không, ngoài tính năng shipper giao hàng ra không biết có tính năng gì mới nữa không các bạn ơi. Đó, nội mà mở những cái nguyên liệu này ra là một mớ điểm rồi nha mọi người. Hồi nãy là mình 14.300 đúng không? 14.300 điểm thức ăn đúng không mọi người? Mà mình cần phải có lên 16.000 thì mình mới đủ điểm để mà lên vàng 2. Không biết là có ai lên vàng 2 chưa ha? Hiện tại thì đa số là mọi người lên vàng 2, không có tính những bạn hack nha. Trời ơi, mấy bạn hack thì làm cái là lên vàng 2 liền à. Tính những bạn mà chơi cày chay thôi ha. Đấy, món mới quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, các bạn có thể là vào trong cửa hàng thì các bạn nhắn vô cái đạo cụ đây nè. Đấy, thì các bạn có thể là mua nguyên tố nè, hoặc là mua những cái thức ăn này nha mọi người. Tuy nó tốn nhiều kim cương lắm, cho nên là mọi người mình khuyên những ai mà nhiều kim cương là mới mua cái này thôi. Còn thôi thì mọi người đừng có mua ha. Rồi, bây giờ xem điểm thức ăn của mình lên được 15.000 nha mọi người, lên được 100 điểm. Thì cái này là mình chưa nâng cấp lên cho nên nó còn ít nha mọi người. Với lại là mình chưa nâng cấp cái nước lẩu này nè. Đấy, hiện tại thì mình có thể nâng được 7 cái nước lẩu lên, 7 cái món lẩu mới nha mọi người. Đó, một cái món lẩu mới nè, 2 món lẩu mới nè. Ui, lẩu mới quá trời luôn mọi người ơi. 3 món lẩu mới nè. Ui, lẩu mới, lẩu thì mình đang có rất là ít cho nên là nó không bị trùng. Đấy, mình đổi lên là hơi bị nhiều điểm luôn nha các bạn. Rồi, nãy giờ không trùng cái mà lẩu nào luôn. Ui xịn nha mọi người, đổi cái lẩu không trùng cái nào luôn. Rồi, mình được 700+ hạt mầm rồi nè. Rồi, cách thứ tư nha mọi người, cách thứ tư để mà có điểm thức ăn lên nữa là các bạn sẽ đổi món ăn trong đây ha. Thì nó sẽ không bị trùng nha mọi người. Khi mà các bạn có đủ số hạt mầm đủ nhiều á, 120 hạt mầm sẽ đổi được một món ăn ha, và nó sẽ không bị trùng với cái món ăn mình đang sở hữu nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổi lên. Đấy, mình sẽ đổi thêm được mấy món tại vì mình đang dư khá là nhiều điểm mặt mà điểm cộng 4 lá luôn. Rồi, mình đổi được mấy món. Rồi, ra xem nữa mình có bao nhiêu ha. Ui, đó các bạn thấy không? Nãy mình đổi mấy cái lẩu thôi mà giờ lên 15.000, gần 15.000 luôn mà. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nha. Nâng cấp món ăn lên nha mọi người. Rồi, mình sẽ để thanh lọc là xếp hạng tăng dần nè. Rồi các bạn nhắn cho món phụ tăng trước những món rẻ trước ha. Rồi mình tăng xong có khi là ngày hôm nay là mình chắc chắn là lên bằng 2 luôn đó mọi người. Mình lên bằng 2 luôn á, mình nâng hết những cái món này. Rồi xíu mình nâng công nghệ lên nữa. Rồi nâng mấy cái này lên là mình đủ rồi nè. Hôm qua bình thường á thì một ngày các bạn nâng khoảng đâu đó khoảng được 1.000 hơn điểm thức ăn đó mọi người. Với cái cấp hiện tại của mình ranh vàng á thì kiếm tiền cũng dễ ha. Một ngày thì chắc loay hoay đó bán khoảng 10 triệu nha mọi người. Chưa nói đến việc là đổi kim cương ra tiền ha. Đổi kim cương ra tiền thì chắc ngày cũng 20-30 triệu ha. 20-30 triệu tiền tiền sao nâng mấy cái này thì mình nghĩ luôn. Rồi bây giờ mình chỉ đợi bản cập nhật tiếp theo để mà mở tính năng mới review cho mọi người xem thôi. Giờ mấy cái này đó mình có đang có điểm cá cho mình nâng cấp lên công nghệ được luôn này ha. Đấy. Rồi full sao qua nước lẩu đó. Hồi nãy mình có mở mấy cái món lẩu mới nhiều lắm. Đây, một cái món lẩu mới nè, 2 món lẩu mới nè, 3 món lẩu mới nè, 4 món lẩu mới nè, 5 món nè. Ui nãy mình mở quá trời. 6 món nè, 7 món nè. Với hồi nãy mình mở thêm cái kia được 2 món lẩu mới nữa nè. Ui thêm thế ta. Rồi nâng cấp, ui lỡ nâng cấp lên công nghệ luôn rồi. Trời đất ơi, tốn cá nha. Rồi hiện tại là mình lên 15.700 nha mọi người. Trời đất ơi, bây giờ mình kiếm điểm cá đó thôi là mình nâng lên đủ luôn, lên bằng 2 luôn nha mọi người. Rồi bây giờ còn một cách để nâng cái điểm thức ăn lên nữa là các bạn phải nâng những cái món ăn này nè lên công nghệ nha. Lên công nghệ thì các bạn sẽ tốn bánh cá, mà bánh cá thì các bạn sẽ phải tìm trong đây đó, trong cửa hàng cá nha mọi người. Rồi cách tiếp theo để mà kiếm cái điểm thức ăn là các bạn phải đi câu cá nha. Ở đây thì mình sẽ mua mồi. Mình sẽ mua thật là nhiều mồi, mình mua nhiều lắm luôn. Đó, một mình mua đến 500-600 ngàn 5 mồi luôn nha mọi người. Đấy, hiện tại mình có 100 mồi nè, trời đó, mình câu mình nghĩ luôn. Thì sẵn tiện mình câu cá, mình kiếm bánh cá thì mình sẽ... Thì các bạn câu cá là kiếm bánh cá rất là nhiều luôn ha. Đặc biệt là bánh cá cũng như là điểm này, điểm cái điểm này thì các bạn có thể đổi trang phục hoặc là đổi... đây, cái bánh cá này mọi người. Hoặc là có thể là đổi... những món ăn trong cái sự kiện câu cá này cũng có luôn ha. Có đâu đó khoảng mấy món ăn trong đây nè, các bạn có thể đổi luôn. Rồi mình kiếm bánh cá xong mình nâng cấp xong rồi mình lên luôn bằng 2 đó mọi người. Rồi sẵn tiện ở đây thì mình sẽ đọc trả lời câu hỏi luôn ha.
Rồi câu hỏi đầu tiên của bạn Khoa Chàng ha, nâng nhân viên lên full sao thì cần bao nhiêu sách vậy anh á? Một nhân viên mà để lên full sao thì em sẽ cần phải 15, 20, 40, 60, 80, cần phải 225 sách nha. Rồi câu hỏi tiếp theo là của bạn Phương Mai, cúp em đổi xong rồi nó chạy đâu mất tiêu hả? Cái cúp mà của Qua Cúp đúng không? Thì nó nằm ở cuối nha, nó hiện ra phía cuối đồ dùng của mình để coi. Rồi câu hỏi tiếp theo là của bạn Hồng Summer ha. Rồi nếu bé thì chơi lại từ đầu anh em, không nha, cúp bé là chơi tiếp tục chứ sao chơi lại từ đầu được ha, chơi tiếp tục nha mọi người. Rồi anh ơi cho em hỏi, ở cấp bạc máy thì mới thuê được diễn viên vậy? Ủa mình hồi bữa mình bạc máy mình lại thuê diễn viên ta? Em coi lại mấy clip trước của anh nha, anh có làm mấy clip trước ấy. Rồi sau khi mình câu 100 mồi thì mình được 1.200 gặp 1.300 xu nha mọi người. Rồi để xem xu cá của mình được bao nhiêu ha. Được là bánh cá chứ, bánh cá được bao nhiêu ha mọi người. Rồi xem thử bánh cá mình bằng bao nhiêu. Ôi lên 165 bánh cá luôn nha mọi người, 165 bánh cá nè. Hồi nãy mình có câu được mấy cái cổng lá đó mọi người. Đây mình đổi thêm được là 2 món nữa nè. Đấy đổi thêm được 2 món thì nâng cấp lên luôn nha mọi người. Rồi thực đơn. Rồi nãy mình có đổi 2 món lên trên số tăng nè. Đây 2 món này. Rồi rồi ra xem thử mình còn thiếu bao nhiêu điểm ha. Mình còn thiếu 200 điểm, có thiếu 18 món ăn nữa thôi. 18 món ăn là 180 là đủ nha mọi người. Mà mình sẽ nâng cấp công nghệ lên 18 món ăn nữa ha. Rồi vô trong rồi và trong thực đơn của mình nè, món ăn nè. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp thì mình sẽ để công nghệ tăng dần. Đấy, mình sẽ nâng cấp 18 món ăn nữa. Một món nè, hai món nè. Thì các bạn lựa chọn món phụ là nó rẻ nhất nha, có hai bánh cá thôi các bạn. Có hai bánh cá thôi. Đấy, mình sẽ nâng cấp món phụ. Rồi qua nguyên liệu thì mình sẽ nâng cấp rượu trước, rượu là rẻ nhất. 4 nè. Đồ ăn vặt thì 6 bánh cá. Rồi này thì 10 bánh. Rau, rau thì 5 bánh nè. Món thịt thì 8 bánh. Rau nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ nâng cấp rau ha. Còn bên nước lẩu thì thôi rồi, 20 bánh luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ nâng cấp rau nha mọi người. Rau, những món rau thì có 5 bánh thôi. Ồ, không biết là mình có đủ không ta? 5 bánh luôn à? 5 bánh cá không biết đủ không nữa. Mình sẽ nâng hết ha. Rồi chắc mình nghĩ là đủ. Nãy mình chỉ cần nâng 18 món thôi mọi người. 18 món là chắc là hoặc là đủ hoặc là gần đủ. Đủ mình có thể là đổi thêm món ăn ở trong cái cửa hàng mini game câu cá kia nữa ha. Mình còn điểm để mà đổi bánh cũng nên đổi cho trang phục nữa mà. Ôi trời ơi, hết tiền á. Rồi lên nha mọi người, đủ luôn ha. Rồi hiện tại là mình đang ở vàng 2 nè, đang lên vàng 2 rồi đó, dư điểm luôn nha mọi người. Vàng 2 bây giờ muốn lên vàng 3 là phải có 200.000 điểm cơ sở mọi người, 200.000 đúng không? 6.000 điểm phục vụ, mình phải tăng điểm nhân viên lên là cũng mới tăng điểm thức ăn lên 30.000, trời đất ơi. Rồi bây giờ mình lên vàng 2 rồi đó mọi người, thì mình có thể là nâng cấp đồ neon ha. Đồ neon quá trời luôn nha mọi người, đồ neon nè. Bên nè, cái quầy ba đồ các kiểu nè mọi người. Đây bàn ghế là lên đồ neon và các kiểu ha. Bữa sau thì mình sẽ đổi ra tiền, bây giờ mà đổi ra tiền lâu lắm rồi. Bữa sau mình sẽ đổi lên tiền mà nâng cấp đồ neon cho mọi người xem. Rồi đừng quên các xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Còn nếu mà các bạn còn thiếu đồ nữa, đồ tiền thức ăn thì có thể vô đi đổi ha. Mình thì không thiếu nữa, mình sẽ dư lấy 1.200 điểm là mình đổi trang phục. Đấy, ở đây có 5 món ăn nè. Rồi ở trong cái trò chơi đá banh cũng có thể trao đổi món ăn cho mọi người. Nè, ở trong đây thì cũng có 4-5 món ăn nữa. Đấy, thì các bạn có thể vô đi đổi món ăn để mà lên điểm món ăn ha, điểm thức ăn cho mọi người. Rồi đó là những cách mà kiếm điểm thức ăn của mình đó. Một ngày thì mình có thể kiếm 1-2k điểm thức ăn là bình thường ha. Rồi nếu các bạn đang ở bàn ở đồng thì một ngày các bạn có thể là kiếm được mấy trăm điểm tới 1.000 điểm thức ăn ha. Rồi bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Bye bye.